và TC2 thuộc phân khu The Canopy Residence, chuẩn bị mở bán vào tháng 3 năm 2024. Thì có nên mua tòa TC2 không? Xin chào anh chị đã tới kênh Vượng Len. Để xem anh chị có phù hợp với tòa này hay không, thì hôm nay Vượng Len sẽ phân tích về tòa này để cho anh chị nắm được rõ hơn. Thứ nhất là The Canopy thì có vị trí đắc địa khi mà nằm trung tâm của trung tâm tiện ích. The Canopy thì rất là tiện, như là gần với trường học, gần với công viên trung tâm lớn nhất của dự án và gần với nhà để xe ô tô nổi. Đây là yếu tố quan trọng nếu mà anh chị nào mà đang đi xe ô tô hay là đang dự tính mua xe ô tô. Xung quanh phân khu The Canopy thì đều là các tòa căn hộ cao cấp như là The Tonkin và Mattery Westhay. Có thể nói là hàng xóm rất chất lượng. Ngoài ra sau này mà thông đường mặt hồ ra đường 72 và cả hoàn thành cây cầu vượt bắc ngang qua đường Lê Trọng Tấn thì The Canopy sẽ rất là tiện để đi ra các cung đường như Lê Trọng Tấn, Hà Đông và các tiện ích lân cận như là trung tâm thương mại Elmo Hà Đông và Thiên đường Bảo Sơn. Ngoài ra thì The Canopy thì nằm ở trong nên có thể nói là sẽ yên tĩnh, riêng tư hơn so với các tòa tiếp giáp với trục đường lớn. Thứ hai là chủ đầu tư uy tín và có tiềm lực về tài chính. Chủ đầu tư của dự án The Canopy Residence là công ty New Life thuộc Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore GIC, nên anh chị mua cũng yên tâm về chất lượng và tiến độ xây dựng được đảm bảo. Thứ ba là nguồn cung căn hộ đang khan hiếm. Tòa TC2 là một trong hai tòa cuối cùng của phân khu The Canopy. Và như anh chị cũng biết thì ở xung quanh phân khu The Canopy thì sẽ có phân khu The Tonkin và dự án Mattery Westhay. Hiện tại phân khu The Tonkin thì đã bán hết hàng từ năm ngoái rồi, còn dự án Mattery Westhay thì chỉ còn lác đác vài căn nữa thôi và giá thì lại cao hơn. Do vậy mà nguồn cung căn hộ cao cấp nằm ở vị trí đẹp là không còn nhiều. Thứ tư là The Canopy là phân khúc cao cấp nên là tiêu chuẩn bàn giao căn hộ cũng cao hơn, dịch vụ tốt hơn và có lễ tân và bảo vệ trực ở sảnh căn hộ nên là rất sang và tiện cho cư dân. Thứ năm là tiện ích nội khu của The Canopy thì rất đa dạng. The Canopy thì như một Singapore thu nhỏ với nhịp sống năng động và tận hưởng đẳng cấp với nhiều tiện ích như là bể bơi, bể sục trị liệu, phòng gym, phòng game, vườn thiền, yoga, vườn đọc sách, vườn điêu khắc nghệ thuật, khu vui chơi trẻ em, sân tập thể thao ngoài trời và còn nhiều các tiện ích khác nữa. Chắc là phải làm nguyên một video về chủ đề này thì mới nói hết được tiện ích của The Canopy. Thứ sáu là The Canopy thì có hai hầm để xe, rất là tiện cho cư dân. Hiện tại trong dự án Vinhome Smart City thì chỉ có Mattery Westhay và The Canopy là có hai tầng hầm để xe thôi, nên là đây cũng là điểm cộng lớn cho anh chị nào mà đang đi xe ô tô. Thứ bảy, chi tiết về tòa TC2 thì có các điểm sau. Về số lượng căn hộ thì có 586 căn, diện tích thông thủy là 25,4m2 cho tới 83,6m2. Layout thiết kế thì giống với The Tonkin, khá là đẹp và khác với cách thiết kế của tòa TC1, đó là có thêm loại căn một ngủ cộng một nhà vệ sinh. Và căn studio thì thiết kế diện tích nhỏ hơn, do vậy mà số tiền mua sẽ thấp hơn, nên chính vì thế sẽ là sản phẩm hot cho anh chị nào mà đầu tư hay là mua để ở. Mật độ căn hộ thì sẽ là thấp nhất với nhiều thang máy, cụ thể là có 16 căn trên một mặt sàn và 38 tầng với 7 thang máy. Thứ 8 là tòa này thì chưa mở bán nên đây là cơ hội tốt để anh chị đặt booking để có sự ưu tiên trong khớp căn, nhất là đối với những căn hot. Ngoài ra thì giá mua từ đợt đầu bao giờ cũng sẽ tốt hơn, nên là nếu mà tòa TC2 mà phù hợp với anh chị thì mình nên đặt booking sớm để có lợi cho anh chị nhé. Nếu mà tới lúc ra giá và chính sách không phù hợp với anh chị thì anh chị hoàn toàn có thể rút lại cọc. Bên trên là các thông tin về tòa TC2 cũng như là phân khu The Canopy. Anh chị nào mà cần tư vấn chuyên sâu thì có thể liên hệ hotline hoặc là Zalo 0936 848 555. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video sau.